Xin kính chào quý vị đến với chương trình Người tị nạn. Chương trình hôm nay kính gửi đến quý vị bài viết với nhan đề Người phụ nữ sống sót sau chuyến vượt biên kinh hoàng. Sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, chỉ một thời gian ngắn, làn sóng người Việt bỏ nước ra đi bằng thuyền ngày càng tăng, mặc cho bao hiểm nguy đang chờ đón họ. Không ai có thể thống kê được đã có bao nhiêu người đã bỏ thay trên biển cả và bao nhiêu con thuyền đã chìm dưới lòng đại dương mênh mông. Đó là chưa kể những người bị hải tặc bắt đi mất tích, những câu chuyện thương tâm, những bi kịch trên các chuyến vượt biên rất ít khi được kể lại. Phần lớn đều muốn quên đi quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng, vết thương lòng của họ thật khó phai mờ. Có những người vẫn còn bị ám ảnh hay sống trong nỗi dằn vặt bởi chuyến đi đầy hãi hùng ấy. Sau đây, xin gửi đến quý vị câu chuyện của chị Trịnh Thanh Tùng, người phụ nữ sống sót trong vụ án Bolinao 52 vào năm 1988, khi thuyền vượt biên của chị bị một chiến hạm Mỹ từ chối không vớt, gây nên thảm cảnh vô cùng khủng khiếp. Cũng là một phụ nữ rất bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác. Chị Trịnh Thanh Tùng sinh năm 1956, cha và anh là sĩ quan cao cấp, phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, biến cố 30 tháng 4, cha và anh ruột đều đi tù cải tạo. Nhà cửa bị tịch thu, chị kể lại. Sau năm 1975, thì mấy ông cộng sản vô không cho ai đi học nữa. Phải đi buôn bán, phụ mẹ, ba thì đi tù, anh cả cũng ở tù tới 14 năm. Mấy mẹ con ở nhà khổ quá, bị lấy nhà, họ đuổi ra, không cho ở nhà của mình. Sau đó phải đi buôn bán, đi làm ruộng. Rồi ba tôi ở tù về thì má tôi mất, anh cả thì vẫn ở tù. Tháng tháng phải xách đồ đi thăm nuôi, nhắc tới khổ lắm. Chuyến vượt biên định mệnh vào ngày 22 tháng 5 năm 1988, sau khi ly dị được một thời gian, chị quyết định dắt thằng con trai chưa đầy 5 tuổi xuống thuyền vượt biên cùng với người anh trai, chị kể. Lúc đó, tôi ly dị và dẫn đứa con đi theo. Anh trai tôi mới ở tù ra cũng đi theo luôn. Và anh dẫn thêm một đứa con của ảnh. Đi cực lắm, đi rồi lại về. 5 lần 7 lượt mới được. Mà rốt cuộc cũng bị gì đâu. 4 người đi ngõ Bến Tre, chờ cho đến khi lên tàu lớn. Khi đi thì rất ngon lành. Tàu chạy nguyên một đêm, ban ngày ra chạy, khoảng nửa ngày thì tắt máy. Ông tài công sửa. Lúc đó ai cũng còn sặc sừ. Sau đó máy chạy lại. Được một chút thì mưa to gió lớn quá. Ông tài công nói tắt máy vì sợ sóng đánh tàu bị lật. Sau khi hết mưa thì cho máy chạy thì máy không còn nổ được nữa. Lúc đó là khoảng 4-5 giờ chiều, sửa hoài cũng không nổ. Vì thế ông tài công nói là không đi được thì thôi để máy trôi vô bờ. Lúc đó tụi này thấy núi xa xa thì nghĩ cũng đúng. Và ổng còn nói là ai có giấy tờ gì thì sẽ đi, đồ ăn uống gì thì ăn cho hết đi, rồi lên bờ thì mạnh ai nấy chạy. Nghe ông ta nói như vậy thì ai cũng ăn. Sau đó mọi người đều ngủ. Sáng ra, tôi thấy biển xanh như mực. Nó không trôi vào mà trôi ra. Lúc đó ông tài công sửa máy, nhưng nó không chạy và từ đó trôi luôn. Theo lời chị cho biết, chiếc ghe cứ trôi trên biển như thế, và nhìn thấy rất nhiều tàu qua lại, nhưng không chiếc nào dừng lại. Giữa biển cả mênh mông, chỉ có trời và nước, mọi người đều bắt đầu kiệt sức. Chị nói tiếp, không có ai ngừng lại để vớt mình hết. Duy nhất ngừng lại là chiếc tàu Mỹ. Không có chiếc tàu nào dừng lại hết, toàn là đi ngang qua thôi, gặp nhiều lắm. Ngày thứ 10 gặp tàu Nhật thì có mấy người trên tàu nhảy xuống. Đến ngày 19 thì gặp tàu Mỹ ngừng lại cho đồ ăn. Ngày thứ 4 là tụi tôi hết đồ ăn rồi, chỉ còn gói bột cam và uống sữa.
Khi biết chiếc tàu bị trôi thì gia đình chủ tàu đã dành đồ ăn cho riêng họ. Nước cũng vậy, khát nước thì họ chỉ phát cho chút xíu, rốt cuộc rồi cũng hết nước. Một chuyến đi hải hùng. Thế rồi, trên chiếc ghe nhỏ với 110 người ấy, ngoài những người đã hoảng loạn nhảy xuống biển, thì bắt đầu có người chết. Người nào chết thì thảy xuống biển. Chết trước nhất là con bé nhỏ 3 tuổi, ngồi kế tôi, vì nó khóc nhiều quá, nó đòi ăn, đòi uống hoài. Nó là đứa chết đầu tiên. Khi gặp tàu Mỹ, ở trên chiếc tàu đó có người Việt Nam, ông ta tên Nghiêm hay Nghiệm gì đó, vì tôi thấy bản tên của ông ta. Ông ta là lính trên chiến hạm đó. Ông Việt Nam đó nói là chiếc tàu của ông ta đang trên đường đi công tác ở vùng vịnh, không thể giúp tụi tôi được, chỉ cung cấp thức ăn trong vòng 2 ngày, sau đó sẽ được đưa vào Nam Dương hay Phi Luật Tân. Họ cung cấp thức ăn trong 2 ngày, mà trong khi đó mình đói 19 ngày rồi, mà chiếc ghe phải có người tắt nước, ngày nào nước cũng vô mà không ai chịu tắt hết, thành ra ai tắt nước thì mới được phát đồ ăn. Đồ ăn có trong 2 ngày, ngày thứ 3 thì cũng chờ, rốt cuộc không thấy gì hết và không còn đồ ăn nữa. Được biết, vì để sống còn dưới biển cả mênh mông, không nước, không lương thực, chị đã phải uống nước tiểu của con trai mình và chấp nhận ăn thịt đồng loại để giữ mạng sống cho mình và con trai, chị kể lại. Có người nói là khi nào tôi chết thì lấy thịt tôi làm thức ăn để cho mọi người sống sót, còn tới bến bờ. Chứ nếu không thì không biết ai như thế nào. Nghe nói vậy thì mình không biết ai nói câu nói đó và ai sẽ làm chuyện đó. Ai cũng phải tắt nước hết. Thành ra ngoại trừ con nít thôi, ai cũng phải tắt hết. Cho nên tôi quả quyết rằng 52 người còn sống sót, người nào cũng phải ăn hết. Anh Minh đưa cho tôi 2 phần vì tôi có con nhỏ, nhưng tôi cũng phải tắt nước. Có những người không chịu làm thì anh ta đánh người ta. Sáng ra, anh kêu tôi dậy tắt nước, mà chưa kịp dậy là anh ta múc nước biển đổ lên người mình. Mỗi một đêm, sáng ra là nước ngập nửa ghe rồi. Sau này, chị công khai câu chuyện. Cuối cùng đến ngày thứ 37 như một phép màu. Một chiếc tàu đánh cá phi đi qua và đã vớt những thuyền nhân khốn khổ, đưa vào đảo Bolinao. Sau đó, họ được chuyển tới trạm tạm cư Palawan và câu chuyện của họ được khám phá. Vị hạm trưởng chiến hạm Mỹ bị đưa ra tòa án quân sự và những thuyền nhân sống sót lần lượt đi định cư. Trong số đó có chị Trịnh Thanh Tùng, đến Mỹ năm 1991, sau một thời gian ổn định cuộc sống. Chị trở thành một cô thợ cắt tóc bình thường như bao người phụ nữ khác. Chị biết cố gắng nuôi dạy đứa con trai sao cho nên người. Những tưởng cuộc sống sẽ bình lặng, nhưng không đơn giản như thế. Vì mỗi khi đêm xuống, trong một thoáng nào đó, sâu thẳm trong trái tim chị, hình ảnh những người đồng hành trên chiếc ghe năm xưa vẫn còn ám ảnh. Tôi nhớ mãi, có một chị đó ngồi ngoài sau chiếc ghe và ngồi đó hoài vì nắng. Chị đó người Hoa, không nói tiếng Việt, chị ngồi đó mà chết luôn, người chị khô và đen, y như là một bức tượng chứ không phải là người. Mặt mũi miệng của cổ xùi bọt trắng bóc, giống như bọt kem đánh răng vậy. Tôi nhớ nhất là chị Năm nằm cạnh tôi, chị cứ nói là lạnh quá, Tùng ơi, ôm chị đi. Tôi đưa áo mưa của tôi cho chị ấy luôn và ôm chị, sáng ra thì chị ấy đã chết. Cho đến một ngày, một người bạn của chị nói với chị rằng có đạo diễn Nguyễn Hữu Đức nhắn tin trên đài phát thanh địa phương đang đi tìm những nhân chứng trong vụ án Bolinao 52 năm xưa. Suy nghĩ mãi, cuối cùng chị đồng ý cho gặp mặt, và cũng từ đó câu chuyện về chuyến vượt biển hải hùng mới được chị công khai cho mọi người, và nhất là cậu con trai nay đã trưởng thành. Và điều quan trọng hơn cả, tâm nguyện của chị là
Tôi muốn đi về Bolinao để cảm ơn họ. Mặc dù sống ở đó 7 ngày, nhưng tôi ráng nhớ chỗ đó để khi có dịp trở lại. Vì theo tôi, đó là nơi tôi được sinh ra lần thứ nhì. Ước nguyện của tôi là được trở về thăm tại chỗ đó. Trước khi tôi đi Bolinao, tôi cảm thấy mình chưa làm xong điều gì hết. Tôi muốn trở về để thăm và ra ngoài biển, vái những người bạn của tôi, cũng như vái những người đã giúp cho tôi sống với một tâm hồn bình dị, đơn sơ và đầy lòng vị tha. Khi chị gặp lại một trong những người thủy thủ trên chiến hạm Mỹ năm xưa đã ngoảnh mặt làm ngơ, đã gây ra thảm cảnh đau lòng, chị chỉ hỏi ông ta rằng: "Tôi đã hỏi ông ta tại sao không giúp", thì ông ta nói rằng ông ta chỉ thừa hành lệnh thôi. Tất cả những người trên chiếc tàu đều giống như ông ta thôi, đều cảm thấy có tội khi bỏ chiếc ghe mà đi. Chính ông bác sĩ trên tàu của họ cũng chuẩn bị sẵn sàng giường để đón qua. Nhưng họ rất sững sờ khi thuyền trưởng ra lệnh, vì họ biết chiếc ghe này sẽ chết. Trở lại Bolinao. Giờ đây, sau khi đã về lại Bolinao, nơi chị được cưu mang chỉ trỏ 7 ngày, gặp lại ân nhân đã cứu mạng, cùng ra biển thắp hương cho 52 người thiệt mạng, lòng chị cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Sau khi trở về, tôi cảm thấy sống bình yên hơn. Tôi chỉ ước mơ cho con tôi thành tài. Mình qua đây đâu phải cho mình đâu, mà để cho con mình. Nghĩ về quãng đời của mình, tôi nghĩ con người ai cũng có số. Mình muốn cũng không được. Cuộc đời nó đưa đẩy thì mình phải chấp nhận như vậy. Can đảm thì cũng phải là can đảm. Vì gặp hoàn cảnh như vậy thì mình phải làm như vậy thôi. Tôi ở trên ghe, không bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ chết. Tôi được như vậy là trời Phật thương mình lắm rồi. Mình không cần phải giàu, không cần phải đi xe đẹp, không cần phải mặc quần áo sang. Cuộc sống bình lặng như vậy là được rồi. Riêng với con trai vượt biên với chị chưa đầy 5 tuổi năm xưa, nay đã là lính thủy quân lục chiến trong quân đội của Hoa Kỳ, thì cho đến bây giờ anh mới được nghe mẹ kể lại. Chúng ta hãy nghe anh tâm sự. Anh Phan Thanh Lâm đã kể: "Tôi chỉ nhớ rằng trên thuyền tôi rất yếu, tôi nằm thôi và bị ói khát. Tôi phải ăn cả kem đánh răng, nhưng sau cùng mẹ tôi cũng tìm cho tôi đồ ăn mà tôi không biết đó là thức ăn gì. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra, nhưng tôi nghĩ rằng chẳng qua vì chúng tôi phải sống mà thôi. Tôi không ngờ suốt mười mấy năm qua bà đã phải chịu đựng sự dằn vặt như thế. Mẹ tôi đã hy sinh cho tôi rất nhiều và bà ấy là một người mẹ tuyệt vời. Nếu mẹ tôi không can đảm đưa tôi qua đây để tôi được như ngày nay, thì tôi không biết rằng tương lai của tôi ở Việt Nam sẽ ra sao nữa." Kính thưa quý vị, vừa rồi chương trình vừa gửi đến quý vị một câu chuyện về vượt biên. Đúng, vượt biên là đánh đổi cái sống, đi tìm cái chết. Nhưng ai cũng muốn đi tìm cái chết ấy. Lý do tại sao? Chúng ta luôn hỏi tại sao, nhưng không ai trả lời được câu hỏi ấy. Khi những người làm chương trình này đọc rất nhiều cái comment của quý khán giả, có người đã nói rằng chính họ đã đi tìm cái chết ấy, chẳng ai bắt họ đi. Nhưng quý vị à, nếu không có những người đi tìm cái sống trong sự chết, thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ không có những người Việt tại hải ngoại, những người Việt mà theo như những gì mà người trong nước đã nói là đã cưu mang một thế hệ tương lai. Câu hỏi ấy xin hãy để dành lại cho tất cả những người đã hy sinh, đã đi tìm cái sống trong sự chết, có thể trả lời cho quý vị. Một sự hy sinh rất cao cả. Xin cảm ơn quý vị đã đón nhận chương trình và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.